chăm sóc tốt cho Truyền Nhất đó. Từ từ thôi. Truyền Nhất, A Lan. Lần đầu tiên anh gọi em như vậy. Tình nghĩa vợ chồng hai chúng ta đến đây là hết. Truyền Nhất, tôi trả vợ lại cho cậu đó. Đôi bướm hai người, sau này thích bay đi đâu thì bay đi đó, bay được bao xa thì cứ bay, được không? Thuận theo tự nhiên. Ông chủ Trình, bất kể hai chúng em bay được bao xa, anh mãi mãi là anh của chúng em. Nhật Vi, anh phải nhớ đấy. Bác sĩ kêu anh nhập viện, ngày mai anh phải nhập viện đó. Được, được, được. Còn nữa, nếu bác sĩ kêu anh uống ít thuốc giảm đau thì anh không được uống nhiều đâu đó. Được. Em không muốn lúc em quay về anh không nhận ra em nữa, đến lúc đó lại chỉ vào em nói đây là bà thím nhà ai vậy. Em sẽ đau lòng lắm đó. Không đâu, không đâu. Không có đâu. Anh sẽ giữ cái mạng này, chờ lúc hai người trở lại. Truyền Nhất, cậu cũng vậy đó. Làm việc cho đất nước là việc nên làm, nhưng khi làm nhiệm vụ phải nhớ cẩn thận một chút, giữ lấy cái mạng nhỏ của cậu. Có biết bao nhiêu người ở phía sau chờ cậu về đấy. Nguyệt Lượng à, con đứng ngay ra đó làm gì vậy con? Chẳng phải có điều muốn nói hay sao? Lại đây. Dì Lan. Cái gì mà dì Lan? Gọi chị Lan chứ. Chị Lan à, em có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Nói ra đi. Sau này chị có tiền mua một hòn đảo quan thật, chị có thể nói với em một tiếng không? Dẫn em đến đó cùng. Em vẫn còn nhớ câu nói hôm đó hay sao? Chị đùa với em thôi mà, em coi là thật hay sao? Em biết chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà em thấy câu nói này chẳng buồn cười chút nào. Em buồn mất mấy ngày. Thôi được rồi, được rồi. Chị hứa với em, nếu như chị thật sự có thể làm được, chị sẽ nói cho em biết đầu tiên. Còn yêu cầu gì nữa không? Còn không? Đợi một lát, chị có một yêu cầu. Em nhất định phải hứa với chị đó. Hãy giúp ba của em trông coi gia đình. Bất kể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được để Trình Dực Tường bước vào nhà họ Trình nữa. Em đã nhớ chưa? Em biết rồi. Chị nói lại một lần nữa, tuyệt đối không được để Trình Dực Tường bước vào nhà họ Trình nữa. Em biết rồi. Yên tâm đi, thằng nhóc này không làm được thì còn có anh. Anh sẽ không cho họ bước vào đâu. Không còn sớm nữa, bọn em cũng phải đi rồi. À phải rồi, Bánh Quy và những người khác sẽ tiếp tục ở lại Tô Giới chấp hành nhiệm vụ. Nếu anh muốn truyền tin tức gì cho bọn em thì cứ gửi thư cho họ là được. Tóm lại có yêu cầu gì thì cứ nói với họ. Làm việc các cậu rồi. Không có gì ạ. Anh à, Nguyệt Lượng, A Lan.
Đi thôi. Đi đi. Đứng lên. Đường Lan đã đi rồi. Đi rồi. Thật ra cũng không có gì là không tốt. Không có cô ấy chắn ở phía trước. Đến lượt hai cha con ta thể hiện quy phong. Có đúng không? Đúng không con? Dựa vào hai cha con ta thì ngân hàng sẽ sụp đổ sớm thôi. Con nói gì vậy chứ? Không có cô ấy, hai chúng ta không sống được hay sao? Ba rất thông minh, nhưng mà đầu óc không được tốt nữa rồi. Sáng nay con thấy ba đánh răng hai lần liền. Còn trí nhớ của con thì tốt hơn. Có điều người khác lại gọi con là thằng ngốc. Đâu chỉ có hai cha con chúng ta, còn có chú Hỷ Hoa, còn có anh Vương Sương, còn Thái Dương nữa mà. Chú Hiểu Hoa nghỉ hưu từ lâu rồi, nghỉ làm từ rất lâu rồi. Vậy bây giờ ai làm phó giám đốc? Khải Quyên. Chú Khải Quyên. Chú La Sương. Vậy sao? Nguyệt Lượng à, bà thấy bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải luôn luôn ở bên cạnh nhau rồi. Không được, tối nay con có hẹn với Quế Hoa Hương. Quế Hoa Hương cái gì vậy? Con nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh ba. Con biết còn bao nhiêu thời gian nữa ở bên cạnh ba không? Sau này con còn đầy thời gian, có cả đời để ở cạnh Quế Hoa Hương. Con ở bên ba được không con? Con nói ba không nên để dì Lan đi. Ba nên giữ chặt dì ấy rồi khóc thật lớn lên. Sao con lại ích kỷ như vậy chứ? Ba thì không ích kỷ. Sao con không giữ chặt lấy cô ấy rồi khóc? Con tưởng ba sẽ giữ trước rồi con mới giữ. Vậy được, vậy bây giờ đi đuổi theo. Đuổi kịp thì vẫn còn kịp. Con giữ lấy cô ấy, không cho cô ấy đi. Bây giờ đuổi theo, còn kịp. Con đó, làm người không thể ích kỷ như vậy được. Dì Lan đã làm mẹ của con nhiều năm như vậy rồi, cậu chưa đủ hay sao? Bây giờ cô ấy đã tìm được hạnh phúc. Cô ấy hạnh phúc thì chúng ta cũng hạnh phúc. Cô ấy vui thì chúng ta cũng vui. Có đúng không? Đừng ngồi nữa, đừng ngồi nữa. Đi thôi con. Dạo này dì Lan cũng nói nhiều hơn trước rất nhiều. Dì ấy luôn miệng nói tuyệt đối không được để Trình Dực Tường bước về nhà. Tuyệt đối không được để Trình Dực Tường bước về nhà. Nói không chỉ hai ba lần đâu, con phải nhớ kỹ đó. Ba sợ đến lúc đó ba quên mất, không giúp được gì cho con. Dạo này tại sao trí nhớ của ba lại đột nhiên kém đi nhiều vậy?
bà lén uống thuốc giảm đau nhiều hơn gấp 3 lần. 3 lần? Bà uống thêm cơm luôn hay sao vậy? Lúc đó bà bóp cò bắn lưu truyền nhất mà. Bà sợ vào lúc quyết định lưng bị đau, bằng một cái bắn trúng tim thì bà biết đi đâu kiếm chồng trả cho cô ấy. Ba sao vậy? Có phải ba lại uống thuốc giảm đau nữa hay không? Bà uống thay cơm hay sao? Cứ uống tiếp như vậy thì chẳng nhớ được ai nữa. Đi. Đi. Mẹ, chúng ta đến bệnh viện thăm Nhật Phi thôi. Mẹ xem ảnh gì thế mẹ? Mẹ xem ảnh ba chồng của con lúc còn trẻ. Con xem giúp mẹ đi. Bây giờ có phải có một người trông rất giống ba chồng của con hay không? Có sao ạ? Con không ấn tượng. Mẹ cảm thấy thần thái thực sự rất giống ba chồng của con. Con nhìn cái miệng, đôi mắt, giọng nói cũng rất giống. Mẹ đang nói con trai của Nhật Tường. Vậy cũng không có gì lạ cả. Di truyền mà mẹ. Phương Bình, chị đột nhiên hẹn tôi ra đây là có chuyện gì thế? Lúc trước chúng ta gặp nhau, chẳng phải chúng nói có kế hoạch vẹn toàn gì hay sao? Tại sao lại chẳng có chút tin tức gì thế? Chị cũng chưa chính thức trả lời tôi. Tôi chưa chắc chắn chị có cùng chung thuyền với tôi hay không. Tại sao tôi có thể nói hết mọi chuyện cho chị biết được? Được, hôm nay tôi sẽ trả lời chú. Từ nay về sau, ba người chúng ta cùng chung một con thuyền. Ba người. Vào đây đi. Anh ta là ai vậy? Đã nói hôm nay chỉ có hai chúng ta bí mật gặp nhau mà. Trình tiên sinh, anh là ai? Tôi giới thiệu với chú. Đây là Lương Hạo Nhiên. Trước đây là diễn viên hát kịch. Anh ấy là bạn tốt của tôi. Còn về hai chúng tôi có quan hệ gì thì chú không cần phải biết. Hôm nay tôi dẫn anh ấy đến đây là muốn nói cho chú biết. Tôi có thể hợp tác với chú, nhưng mà chú không thể ức hiếp người phụ nữ như tôi. Sau lưng tôi còn có người khác. Hạo Nhiên hát kịch đã nhiều năm nay, cũng có mối quan hệ nhất định với giới thượng lưu. Tôi xin lỗi nha. Tôi không phải đang cười hai người. Tôi đang cười anh trai của tôi, Trình Nhật Phi. Anh ta tưởng mình phong lưu phóng khoáng, cả ngày ở bên ngoài vui chơi, còn cưới 1, 2, 3 bà vợ nữa. Nhưng mà chắc chắn anh ấy không biết mình đã bị người khác cắm nhiều cái sừng như vậy. Chú cười đủ chưa? Đủ rồi, không cười nữa. Nào, ngồi xuống đi. Chúng ta ngồi xuống thương lượng. Được rồi, về chủ đề chính. Dạo này Trình Nhật Phi tình hình thế nào? Tôi thấy ông ấy không thế nào hết. Bác sĩ nói trí nhớ của ông ấy suy giảm rất nhanh. Nó không chừng mấy tháng sau đến người bên cạnh của ông ấy cũng không nhận ra được nữa. Thật sao? Chú đừng có vui mừng quá sớm. Trong lòng bà già chỉ có một người con trai, là Trình Nhật Phi thôi. Ngày nào ăn trưa xong bà ấy cũng đi thăm Nhật Phi. Còn về đứa con trai Trình Nhật Tường thì bà ấy chưa từng nhắc tới.
Có điều bảy lại có ấn tượng tốt với con trai của chú đó. Còn nói giống ba chồng của tôi hồi còn trẻ nữa. Tôi cũng đoán được vài phần. Đừng chờ Hiếu Giang nữa, ăn thôi. Đừng vội, đương nhiên phải chờ con trai rồi. Chúng ta là người một nhà mà. Anh nói con trai vậy càng không hiểu chuyện. Nợ nần chồng chất, còn dám ra ngoài chạy lung tung. Người làm ba như anh, cả ngày chỉ biết trâu mày suy nghĩ. Anh giúp em quản con trai có được hay không? Em cũng được suốt ngày mắng nó. Em muốn nói làm sao đây? Cả ngày ngồi trong nhà như ở tù hay sao? Anh không thay em dạy dỗ nó thì thôi đi. Anh còn trách em không được nói nó. Được. Tóm lại, cố gắng đừng để Hiếu Văn thấy không vui. Cũng đừng dùng lời khó nghe mắng nó nữa. Muốn khuyên cũng được, anh cứ để cho em khuyên nó. Hiếu Văn về rồi. Trình tiên sinh. Trình tiên sinh không hay rồi. Tôi vừa thấy con trai của anh bị hai người bắt vào trong con ngõ. Hai người đó vô cùng dữ tợn. Anh mau đi xem sao đi. Anh mau đi đi. Chắc chắn là có chuyện rồi. Mau đi đi. Đừng mà. Không được vậy. Đừng đánh nữa. Tôi sẽ trả tiền ngay. Đứng lại. Đừng đánh nữa. Còn chạy cái thằng khốn này. Đừng đánh nữa, tôi sẽ trả tiền ngay. Đã nói hôm nay trả tiền mà dám không trả. Đừng đánh nữa, dừng tay. Các người làm gì thế hả? Con sao rồi? Con đừng dọa mẹ mà Hiếu Dân. Các người dám đánh con trai của tôi, các người có biết là... Đương nhiên là tôi biết. Con trai của ông nói rất nhiều lần, ông được người Nhật chống lưng chứ gì, Hiếu Dân. Nhưng mà ông có biết không, đứng sau ông chủ của chúng tôi cũng là người Nhật. Hiếu Dân, cho các người thêm 2 ngày nữa. Con tỉnh lại đi. Con không trả tiền thì chờ mà nhặt xác con trai của ông đi. Đi, nhớ trả tiền đó. Hiếu Dân, con tỉnh lại đi Hiếu Dân. Anh đừng nói nhiều nữa. Cạnh đây có bệnh viện, mau đưa nó đến bệnh viện ngay. Anh còn nghĩ gì nữa hả? Con trai của anh sắp chết rồi đó. Hiếu Dân, anh còn xem thời gian làm gì? Mau lên, nhanh lên đi, gần đến giờ rồi. Hiếu Dân, bà xã, giúp anh một tay. Hiếu Dân, con phải ráng lên. Đi. Con trai ơi, đây có phòng khám mà. Anh muốn đi đâu vậy hả? Anh đi đâu hả Nhật Tường? Hiếu Dân, con trai của ba, con nhất định phải ráng lên. Ba định đưa con đi đâu vậy? Đầu của con đau quá. Ba đưa con đi gặp bà nội của con. Ba nhất định sẽ cứu con. Con phải ráng lên. Nhật Tường, rốt cuộc anh muốn đi đâu? Qua phòng khám rồi. Anh điên rồi hay sao? Anh không điên. Tháo hết trang sức trên người ra. Đi. Nhật Tường, lát nữa cô đi giao bình án này đi. Dân ạ. Trình lão phu nhân, bà lại tới thăm ông chủ Trình hay sao? Bác sĩ, tình hình tối qua của Nhật Tường thế nào rồi? Vết thương của ông chủ Trình đã không còn đau nhiều nữa rồi, chỉ là trí nhớ vẫn còn có chút vấn đề. Bác sĩ, mau qua đây. Bác sĩ, cứu với. Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Con trai của tôi bị người ta đánh vào đầu. Xin bác sĩ cứu đó. Y tá, mau đi. Xin bác sĩ hãy cứu đó. Mau nhấc lên giường. Được. Hãy cứu con trai của tôi. Giúp tôi đặt nó lên giường đi. Xin bác sĩ cứu đó. Cứu con trai của tôi. Mau, phòng cấp cứu. Làm thủ tục nhập viện đi. Mau lên. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Xin bác sĩ cứu đó. Đây là bệnh viện đắt nhất ở Tô Giới. Chúng ta làm gì có tiền trả? Hay là em nói với bệnh viện, đợi xuất viện rồi thì trả tiền cho họ. Bệnh viện người ta nào chịu? Em đừng có cãi nhau với anh chuyện này. Không lẽ bắt anh trơ mắt nhìn con trai Hiếu Văn chết hay sao? Em đi cầu xin viện trưởng. Mấy ngày này anh làm trâu làm ngựa cũng phải gom đủ tiền. Mẹ. Không, Trình lão phu nhân, tại sao bà lại ở đây? Bà không khỏe trong người hay sao? Mẹ, chúng ta đi thăm Nhật Phi thôi. Anh còn ở đây làm gì chứ? Bà đi làm thủ tục đi. Phượng Bình. Mẹ, con đi hỏi rốt cuộc nó xảy ra chuyện gì. Trình tiên sinh, mẹ chồng của tôi hỏi chú, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi điều tại tôi không tốt. Thời gian trước tâm trạng của tôi không tốt nên đi đánh bạc, không ngờ phải chịu nợ người ta, không thể trả được. Mấy tên khốn ở sòng bạc biết tôi rất thương con trai của mình nên đã bắt Hiếu Văn đi đánh đập giả mang, còn uy hiếp tôi
mấy hôm nữa còn không trả tiền thì sẽ đánh hiếu văn tàn phế. Tú xảo, hay là con lấy 500 đồng cho họ đi, cho họ đóng tiền viện phí. Đi đi con. Trình tiên sinh, Tôi cầm lấy đi. Trình lão phu nhân, cảm ơn bà. Đi thôi. Mau đi thôi. Đại đội trưởng Thiết, anh lại luyện bắn hay sao? Anh quên là cấp trên dặn anh thế nào rồi hay sao? Để anh hoàn toàn bình phục rồi mới được chơi cái này đó. Sao vậy? Anh muốn chống lại mệnh lệnh của tổ chức hay sao? A Lan, cái này đâu phải để chơi, là luyện bắn mà. Em không biết đó thôi. Một ngày mà anh không tập thì tay sẽ ngứa ngáy lắm. Em biết đại đội trưởng Thiết uy phong lẫm liệt. Có đại đội trưởng Thiết ta ở đây, người như các người sắp đến ngày tận số rồi. Bằng một cái chết một tên, bằng bằng hai phát chết hai tên, chết tám tên. Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Em nấu cơm xong rồi đó, đi ăn thôi. Anh đại hổ, Tiểu Sương có chuyện gì vậy? Tổ chức nói nhận được một bức thư gửi cho hai người. Cảm ơn. Không có gì đâu. Đây là chữ của Nguyệt Lượng mà. Anh ăn cơm trước đi. Anh nói đừng lan à. Em muốn xem, anh cũng muốn xem mà. Bốn người chúng ta cùng chung một mạng đó. Dì Lan, hôm đó sau khi chia tay với dì, con với ba đã đi bộ về nhà. Nhưng ba đi cảm giác rất là mệt. Ba nhìn thấy một cái ghế dài, liền hỏi con có muốn ngồi một lát rồi đi hay không. Con nói là được. Ôi trời, Nguyệt Lượng này hèn chi nó viết được tập dày như vậy. Chuyện gì nó cũng viết hết vào đây. Nguyệt Lượng là như thế đó. Nếu anh không muốn đọc thì anh ăn cơm trước đi. Lát nữa đọc đến chuyện chính rồi em sẽ nói cho anh biết. Dừng lại, đến chủ đề chính rồi nè. Con hỏi ba, tại sao dạo này trí nhớ của ba kém như vậy? Ông ấy nói có lẽ là vì dạo trước đã lén uống thuốc giảm đau nhiều hơn gấp 3 lần. Con hỏi ba tại sao lại uống nhiều như vậy. Ba nói lúc trước phải giơ súng bắn anh Truyền Nhất. Nếu vào lúc quan trọng mà vết thương lại đau, rồi bắn trúng tim thì tiêu mất. Tới lúc đó phải đi đâu kiếm ông chồng để trả lại cho A Lan đây? Thiết đại hổ, chết đi. Sau đó con đưa ba đến bệnh viện. Bác sĩ nói phải nhập viện, vậy mà ba cũng ngoan ngoãn đồng ý liền. Dì Lan, con chưa từng thấy ba như vậy bao giờ. Cho dù mọi người nói gì thì ba cũng không thấy hứng thú. Nhắc đến chuyện của ngân hàng ba cũng không để ý. Chỉ khi con nhắc tới gì thì ba mới có phản ứng. Nói đến chuyện vui thì ba sẽ cười rất lớn. Nhắc đến chuyện khiến cho dì phải tủi thân thì ba cũng sẽ chảy nước mắt. Con nghĩ là chắc ba của con rất nhớ dì đó. Dì Lan, dì nói xem có phải ba đã thích dì rồi hay không? Anh nói xem cái thằng nhóc này, thật là chuyện gì nó cũng nói được. Thôi được rồi, em đừng cắt ngang. Xem nó có nhắc tới anh hay không.
Có đây này, có đây, chỗ này nè. Mẹ. Mẹ. Mà. Không cần ngày nào cũng tới thăm con đâu mẹ. Sức khỏe mẹ không tốt. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mẹ ở nhà cũng phát chán rồi. Ra ngoài đi dạo cũng tốt. Mẹ phải nhìn thấy con mẹ mới yên tâm được. Thái Dương, con cũng không cần ngày nào cũng tới đây. Vì ở ngân hàng quan trọng. Ba, ngân hàng không có chuyện gì hết. Lát nữa chúng con đi ngay ạ. Cháu ở lại nói chuyện thêm với ba cháu. Tú Sảo, Phương Bình ở lại nói chuyện thêm với Dực Phi đi. Mẹ đi nhà vệ sinh một chút. Trình, Trình lão phu nhân. Nằm đi, nằm đi, nằm yên. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Bà tới thăm cháu một chút thôi. Cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mẹ, con trai của anh tỉnh rồi đó. Trình, Trình lão phu nhân, bà cho tôi vay 500 đồng sau khi nộp tiền viện phí cho Hiếu Văn, chỉ còn lại từng này. Nhưng bà yên tâm đi, tiền tôi nợ bà, tôi nhất định sẽ từ từ trả hết. Không cần trả cho tôi. Trình lão phu nhân, tôi biết trước đây tôi đã làm những chuyện gì. Tôi cũng không còn mặt mũi nào xin bà tha thứ. Nhưng mà Hiếu Văn không có làm gì sai. Lần trước sau khi từ nhà bà về, nó luôn miệng nói với tôi rằng nó thấy bà rất hiền từ. Nó vô cùng nhớ mong bà nội. Bà không giận đứa con này cũng không sao. Tôi chỉ cầu xin bà một chuyện. Bà có thể để cho Hiếu Văn vào dịp lễ Tết và sinh nhật của bà được đến thăm bà được không ạ? Bà nội, nằm xuống, nằm xuống đi. Tuy từ trước đây cháu chưa từng gặp bà, nhưng mà lần trước cháu gặp được bà, cháu cũng không biết vì sao lại có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như là đã quen bà từ trước rồi. Trình lão phu nhân, bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ bé đó thôi. Tôi cầu xin bà chấp nhận đó. Máu mủ tình thâm. Đợi khỏe lại rồi, rảnh rỗi thì về nhà thăm bà. Mấy ngày này dưỡng bệnh cho tốt. Đừng vội, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thôi bà đi nha. Bà nội, cảm ơn bà. Bà nội, Nguyệt Lượng đó à? Bà của cháu sao rồi? Ba dậy rồi à? Nguyệt Lượng, muộn rồi sao con vẫn chưa về? Ba, trong lòng của con thấy hơi bất an. Dì Lan từng nói với con rằng bất kể xảy ra chuyện gì, kiên quyết không được để chú hai quay lại nhà họ Trình chúng ta. Ban ngày con nhìn thấy bà,
Từ phòng bệnh của con trai chú hai bước ra còn lau nước mắt nữa. Trình Nhật Tường có con trai rồi hay sao? Con đã nói với ba rồi mà. Chú ấy có một đứa con trai sắp 20 tuổi rồi. Sao nhanh như vậy mà bà đã quên rồi chứ? Vậy hả? Tại sao ba lại không có ấn tượng gì nhỉ? Thôi thôi thôi, mặc kệ họ đi. Ba hỏi con, dì Lan của con có gửi thư lại hay không? Dạ không. Khó trách, cũng chưa đi được bao lâu, sao có thể gửi thư lại nhanh như vậy được? Con cảm thấy chú hai lần này nhất định có suy nghĩ xấu xa gì đó. Khoan đã, Nguyệt Lượng, con đừng nghĩ chú hai của con bị làm sao nữa. Ba hỏi con này, hồi mà con còn nhỏ, lúc dì Lan dạy cho con học ấy, chẳng phải có rất nhiều chuyện cười hay sao? Con kể lại cho ba nghe đi được không? Mấy ngày nay con kể hết cho ba nghe rồi còn gì? Không phải, có vài chuyện ba quên mất rồi. Con kể lại cho ba nghe đi. Dù sao con cũng rảnh mà. Nào kể cho ba nghe. Tô Di, đừng có để cho Hiếu Văn đi giày da. Cho nó đi giày giải đi. Anh nói nó đi giày da đẹp mà. Đừng có nhiều lời. Anh không muốn để cho họ cảm thấy chúng ta sống rất tốt. Đến lúc đó lại nghi ngờ Trình Dực Tường này ăn cắp của họ bao nhiêu tiền. Được rồi, vậy em đi lấy cho con đôi giày vải. Hiếu Văn, nhớ kỹ chuyện ba dặn con. Chuyện nên nói thì nói, không nên nói thì không được nhắc tới một chữ. Con biết rồi, con có bị mất trí đâu mà. Nhưng mà ba thấy vẫn không yên tâm, nhắc lại một lần nữa cho ba nghe. Nếu mà ba thấy phiền như vậy thì con không đi. Cái thằng nhóc này sao lại... Con, tại sao con lại nóng tính như vậy? Ba nói con có vài câu. Con, Hiếu Văn, con phải biết. Bây giờ chúng ta không phải vừa bước ra, đã được đi làm quản lý ngân hàng. Con chưa đâu vào đâu. Thôi được rồi, chỉ cần con ghi nhớ kỹ những lời ba đã dạy cho con là được. Mẹ, chào bà nội à, Trình lão phu nhân. Nào lại đây ngồi đi. Bà nội kêu con ngồi thì mau qua đó ngồi đi. Lại đây. Học tới lớp mấy rồi? Dạ, cháu học xong trung học thì về nhà. Bà nội à, thật ra cháu thấy không cam tâm. Giống như Đại học Thượng Hải đã nhận con rồi. Đại học Thượng Hải? Mẹ, trường này nổi tiếng lắm mà. Đúng rồi, bao nhiêu người chen nhau vào mà thi không đổ đó thôi. Sao cháu lại không đi học? Cháu, vì chuyện này mà tôi với Dực Tường cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Dực Tường nói chết cũng không dùng tiền nhà họ Trình. Đừng nói nữa. Trình tiên sinh, anh không hiểu chút lý lẽ gì cũng không sao. Nhưng mà tôi hy vọng rằng anh có thể hiểu chuyện đơn giản nhất là người lớn dù phạm phải tội tày trời, nhưng mà trẻ con thì vô tội. Đó là con trai của anh, nó cũng là cháu nội của tôi mà. Anh có quyền gì mà không cho nó đi học đại học vậy? Anh làm lớn tiền đồ của nó, anh có chịu nổi trách nhiệm này hay không, Trình tiên sinh? Cuộc đời của anh có thể làm một việc đúng không vậy? Vâng ạ. Mẹ dạy con rất đúng. Bây giờ con nghĩ lại, quả thật trước đây con quá cố chấp. Vết thương trên đầu của con sao rồi? Đã khỏi hẳn chưa? Chắc là sắp khỏi rồi ạ. Vậy rốt cuộc là khỏi hay là chưa? Bác sĩ nói khỏi rồi ạ. Nhưng mà tôi thấy có lúc đó đi cứ siêu siêu vẹo vẹo, còn có lúc đột nhiên thì ngã lăn ra. Vậy là chưa khỏi rồi. Chưa khỏi tại sao lại ra viện? Tôi nói hai vợ chồng của anh là ba mẹ kiểu gì không biết nữa. Một người khỏe mạnh có bao giờ đi trên đường siêu siêu vẹo vẹo rồi té ngã hay không? Trình tiên sinh, chú phải chú ý một chút. Đầu bị chấn động không phải là chuyện đùa đâu đó.
Hãy đưa nó đi khám cho kỹ đi. Lúc đó là bác sĩ nói, bác sĩ đã nói là không sao nữa rồi. Đúng, anh là bác sĩ lăng băm nào vậy? Tôi không muốn nghe lời của anh nói. Dược Phi ra viện rồi, mẹ tìm cho nó một bác sĩ rất giỏi, đến nhà đặc biệt chăm sóc cho nó. Đợi bác sĩ tới thì cũng kêu bác sĩ kiểm tra cho cháu luôn. Đừng lo gì hết. Nếu như bác sĩ khám thấy có vấn đề gì thì ở lại nhà bà luôn đi. Như vậy thì có thể kiểm tra hàng ngày rồi. Có được không? Bà ơi, chúng cháu đón ba về rồi ạ. Sao mấy người lại đến đây? Đi, Hiếu Văn, chúng ta đi gặp bác sĩ thôi. Nào, đi. Đi thôi Vi Phong. Bà nội, hay là cứ về với ba mẹ trước. Cháu cứ yên tâm đi, có gì phải ngại đâu chứ. Cháu là cháu nội của nhà họ Trình này mà, không cần phải ngại gì hết. Ở đây cũng như vậy thôi, đây chính là nhà của cháu. Cháu đừng sợ, có bà nội đây rồi. Dược Phi về rồi hay sao? Nào Hiếu Văn, bác sĩ Lưu, phiền bác sĩ khám cho cháu nội của tôi nha. Dạo trước nó bị ngã, bị thương ở đầu, nó cứ bị chóng mặt suốt. Bác sĩ kiểm tra cho nó giúp tôi đi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nó là cháu nội của mẹ hay sao? Đúng. Trình Dược Tường, có chuyện gì vậy? Anh cả, anh yên tâm đi, chúng em không phải về đây gây chuyện. Là mẹ nói mẹ nhớ cháu của mẹ thôi. Chúng em sẽ đi ngay. Chú, chú có con hay sao? Dạ có. Nó tên là Hiếu Văn, Trình Hiếu Văn. Còn đây chính là vợ của em, Tô Di. Hiếu Văn, mau lên gọi bác đi con. Hiếu Văn gọi bác đi. Dạ chào bác, lớn vậy rồi sao? Đúng vậy, Vi Phong và Thế Vũ là chị họ của nó. Nguyệt Lượng chính là anh họ của nó. Anh Nguyệt Lượng, chị Vi Phong, chị Thế Vũ. Con sao vậy? Hiếu Văn, Hiếu Văn con sao rồi? Tỉnh lại đi con. Con nói gì đi Hiếu Văn? Con tỉnh lại đi. Ba, con đau đầu quá. Hiếu Văn, Hiếu Văn, mau để bác sĩ khám cho. Mau đi Hiếu Văn. Nào, đưa cậu ấy về phòng trước, để tôi kiểm tra cho cậu ấy. Được, đỡ cậu ấy đi. Từ từ thôi, Hiếu Văn, cẩn thận một chút, cẩn thận. Phòng rộng dữ vậy sao? Tại sao lại có hai cái giường? Giường này là của Đường Lan đó. Đường Lan về từ lúc nào thế? Anh hai, anh hai. Bà nội thì ba người xuống dưới. Bà có chuyện gì cần dặn dò đó? Vậy tôi với con xuống đi. Đi. Thôi xong rồi, xong rồi. Bà mới xong rồi đây này. Trình Dực Tường đang từng bước bước vào nhà của chúng ta. Còn nữa, bà nội muốn giữ Trình Hiếu Văn đó ở lại đây. Bà mau đuổi họ đi đi, nếu không thì bà không biết còn đang nói gì hết. Trình Hiếu Văn dọn vào đây ở thì sao nhà chúng ta lại xong đời? Nghe con nói thật là mệt quá đi. Bà, là cô ấy. Đường Lan, Đường Lan, Đường Lan. Đúng rồi, là dì ấy nói. Dì ấy nói chỉ cần Trình Dực Tường bước vào nhà chúng ta, nhà họ Trình coi như xong. Rốt cuộc Trình Dực Tường đã làm gì? Ba, ba thật sự đã quên hết rồi hay sao? Ba quên là chú ta đã kiện ba ra tòa hay sao? Ba nhớ, ba nhớ là tốt rồi. Chú ta còn đào xương của ông nội lên rồi đem ra tòa cho tất cả mọi người xem. Còn nói là đích thân ba hạ độc hại chết ông nội. Con nói gì chứ? Nó đem xương của ông nội con ra cho tất cả mọi người xem. Súc sinh, súc sinh. Ba, ba đi đâu vậy ba? Ba làm gì? Tại sao con không nói sớm cho ba biết? Đào xương của ông nội con lên cho tất cả mọi người xem. Người làm con như ba mà không ngăn cản chú ấy, ba có còn là con của ông nội hay không? Kích động, kích động, không được lợi ích gì hết. Trình Dực Tường đã không còn là Trình Dực Tường trước đây. Vậy nó là gì? Là ma hay sao? Bây giờ chú ta có cả một loạt các kế hoạch để hại nhà chúng ta. Ba, ba phải cảnh giác chú ta đó. Còn nữa,
Con cảm thấy dì Phượng có chút kỳ lạ. Vừa rồi lúc Trịnh Hiếu Giang ngất xỉu, tất cả mọi người đều rất lo lắng, nhưng mà con nhìn thấy dì ấy, thật sự không có một chút lo lắng nào hết. Con cảm thấy hình như dì ấy đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi. Trước đây dì ấy hận Trình Nhật Tường như vậy, bây giờ còn nói giúp chú ta nữa. Con cảm thấy rất bất thường. Nguyệt Lượng à, kể từ bây giờ hai chúng ta phải thật cẩn thận, phải thật bình tĩnh, nhất định phải nhớ từng lời Đường Lang nói, tuyệt đối không được để cho Trình Nhật Tường bước vào nhà của chúng ta. Con đã nhớ chưa? Nhớ chưa con? Rõ ràng là ba đã quên mọi chuyện mà. Bà đâu có quên. Từng lời Đường Lang nói bà đều nhớ rất rõ ràng. Bà không quên chuyện nào đâu. Bà không quên mà.